vợ xác bình, in hết bài đăng của Phương Oanh làm bằng chứng kiện, xóa cũng không kịp. Đến hiện tại, ồn ào tình cảm của Phương Oanh xác bình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi loạt ảnh xác bình mừng sinh nhật người tình xuất hiện và lan truyền, phía doanh nhân Đào Lan Hương cũng có động thái cứng rắn. Trao đổi với Zin vào sáng nay, 26 tháng 9, người đại diện theo ủy quyền của bà Đào Lan Hương cho biết, nữ doanh nhân đã làm việc với Thừa Phát Lại để lập vi bằng các bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh về mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên này và chồng mình. Cụ thể, người đại diện doanh nhân Đào Lan Hương nhấn mạnh, việc Phương Oanh khẳng định ông Bình độc thân khi hai người đến với nhau là thông tin sai sự thật. Chúng tôi đã lập vi bằng các bài viết nhằm củng cố chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và đề nghị xử phạt nữ diễn viên này. Mặc dù hiện tại Phương Oanh đã ẩn một số bài viết hình ảnh liên quan tới xác bình trên Facebook cá nhân, song người đại diện doanh nhân Đào Lan Hương cho biết các bài viết hình ảnh này đã được chụp lại và lưu trữ trên các phương tiện truyền thông chính thống khác. Do đó, phía doanh nhân Đào Lan Hương vẫn sẽ lập vi bằng đối với các bài viết này, theo riêng. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, doanh nhân Đào Lan Hương cũng có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Đã định thôi nhưng quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Vợ xác bình nhấn mạnh trong bài đăng chỉ đích danh Phương Oanh. Những hình ảnh này có thể đang cổ suý những hành vi, lối tư duy suy nghĩ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, thiếu văn hóa và coi thường luật pháp. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tôi không thể không lên tiếng trước những hành vi của cô diễn viên này, mà theo đó liên quan tới luật hôn nhân gia đình, liên quan tới vợ chồng, mà còn là các vấn đề về quyền trẻ em được phát triển bình thường và các quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. Tôi vốn dĩ chỉ tập trung vào việc gia đình mình, nhưng những hành động đả kích này sẽ cần có sự đáp trả. Tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa, mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con, doanh nhân Đào Lan Hương nói thêm. Trước đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của Phương Oanh, xác bình đã đứng ra tổ chức cho nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Sau đó, những hình ảnh thân mật ngọt ngào của xác bình và Phương Oanh trong buổi tiệc sinh nhật này được chia sẻ trên mạng xã hội. Doanh nhân Đào Lan Hương, vợ xác bình đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang Facebook cá nhân. Thương những đứa trẻ chưa từng được tổ chức sinh nhật bởi bố, chứ không phải là sinh nhật hoành tráng. Đã định thôi, nhưng quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Thế nhưng sau đó, nữ doanh nhân này liên tục chỉnh sửa dòng trạng thái của mình. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn nhận ra rằng vợ xác bình đã chỉnh sửa đến 12 lần mới soạn xong status dàn mặt chồng và Phương Oanh. Sở dĩ doanh nhân Đào Lan Hương phải chỉnh sửa dòng trạng thái nhiều lần như vậy vì với bài đăng ban đầu có khá nhiều khán giả hiểu nhầm ý cô. Dưới bài viết của vợ xác bình, khá nhiều khán giả đã đồng tình và lên tiếng ủng hộ Đào Lan Hương, đòi lại quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cô và các con. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ cư dân mạng cho rằng vợ xác bình không nên lên tiếng quá nhiều cũng như ngừng việc lôi kéo các con vào những lùm xùm giữa bố mẹ. Về phía xác bình, anh nhất mực bênh vực Phương Oanh và khẳng định đã ly thân với vợ. Chúng tôi đã thỏa thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra tòa án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này, mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng.